À, một cái mặt bằng bỏ trống ha đại đình ha, nhà diện tích khủng luôn, 3-4 tầng. Mình đang ở đường Tà Quang Bủ nè. Em chào đại đình, em chào cả nhà khỏe không vậy? Em khỏe. Chứ mình là siêu thị Central Premium ở đại đình. Mới khai trương hồi hôm kia. Mới khai trương hôm kia ha đại đình ha. Siêu thị này đâu đó rộng 49.000 m², đâu đó 6 tầng ở đại đình. Ở địa bàn quận 8 đường Tạ Quang Bủ, mà cách đây khoảng hơn 1 tháng thì siêu thị Bạc Mon mới khai trương. Siêu thị Bạc Mon ở dưới này là đại đình, đúng khoảng 1 cây số thôi à. Siêu thị Bạc Mon thì 60.000 m² nha đại đình, 5 tầng. Còn này là siêu thị 6 tầng đường Tạ Quang Bủ nè. Bên này nè, em đi qua nhiều chuyện cái đại đình. Sáng giờ đi ăn sáng ở đây rồi giao hàng ở khu vực quận 8 rồi đi nhiều chuyện ở đây lên. Thấy đâu quay đó ha, cả nhà đi với em. Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2024. Bãi giữ xe công nghệ wow bùng nổ khai trương 6 tháng 12. Wow, dữ dằn không đời được. Ngay cái dịp Noel luôn á. Giữ quận 8 lên đời đổi đời đại đình. Bà con quận 8 thì với dân số là khoảng 500.000 người, khoảng 20 km². Wow, quá trời bông hoa luôn. Những cái nhãn hàng đó. Wow, trời ơi, chạy xe đạp luôn kìa. Rất là nhiều cái hoạt động ha. Trời ơi, đã chưa. Wow, vui quá đại rồi. Mấy bạn hài á, 6 tầng này thấy đẹp không? Shop opening 15 tháng 11. Có những nhãn hàng lớn, có Phúc Long. Hai lên chưa ha? Dạ. Trời ơi, Phúc Long vô mánh không đại rồi. Wow, quá trời luôn. Cả nhà đi với em ha. Mini show ngay cái điểm chính luôn. Linh box tôi mù. Cái siêu thị này là khoảng 49.000 m² nha đại đình, 6 tầng. Giờ là hoành tráng dữ ha. Mini show này bự nhất à. Dạ. Quá trời bự luôn. Để em đi lên lầu. Ồ, cái siêu thị này độc quá. Lên một đường xuống đường nha đại đình. Nó không có liên quan nhau. Mình lên lầu. Nhà thấy nè. Siêu thị 6 tầng. Ngàn tỷ đó. Cả nhà coi đẹp không? Mặt bằng trống nhiều quá ha. Họ làm cái diện tích trống rộng nhiều quá. Để cho nó thoáng mát. Cái này nó giống nào dồn quá ta. Đây là co-op nè. Trời ơi. Gia Băng Food. Trời ơi. Vui không? Lậu Thái 79k. Trời ơi, đông quá hả? Trời ơi. Giống quầy tiệc phục vụ nè. Quá trời đông luôn nè. Đây đi. Để em coi ngoài tự phục vụ có gì nha. Đó là tự phục vụ. Bánh trái 4.900, snack trái cây quýt. Rồi giá rẻ hết hồn, 20.000. Họ làm giống hay ông rồi đó đại đình. Ăn liền tại chỗ. Nước ép trái cây nè. Nước này là nước gì đây? Dưa hấu. Trời, dưa hấu có 10.000 à. Ok, lát hồi mua về uống. Họ ép ở đây nè. Trời ơi, đã không? Quầy thịt heo. Wow, lát hồi em quầy ở đây cho cả nhà coi nha. Ngồi ăn, nhưng mà nó hơi chật một xíu thôi. Hơi chật một xíu. Được cái là sạch sẽ, chế biến liền. Khỏi là nấu nướng. Đúng không đại được. Đó, cân bằng chưa?
50%. Kem gelato. Có extra. Dạ. Đây ở dưới là đại đình. Cái trứng này nó cao quá. Siêu thị nhỏ ha, dễ thương ha, đại đình ha. Siêu thị nhỏ dễ thương. Rồi vậy là bà con quận 8 sướng rồi. Dạ. Khỏi đi qua quận 7, ké quận 7. Chưa khai trương. Mấy chỗ này thì chưa khai trương ha. Cái này là 6 tầng rồi. Các bạn nhỏ dưới chơi xinh xinh. Đây là đường Tạ Quang Bủ nè, đây luôn. Mình đang đứng ở tầng 3, tầng 4 gì đó. Ở dưới là cà phê Catinat ha, mẫu giáo Nam Mỹ ha. Ở đây đường rộng bự khang trang lắm. Nhạc đang dập tưng bừng. Này mới có shop ở bên in thôi, là có mấy nhãn hiệu mở trước là Miniso, Phúc Long, KFC, Inno thôi, còn mấy nhãn hiệu này thì chưa nha. Dạ. Yeah. Wherever you go, opening shop, Papa Mama, yeah, Gustavo Gano, đây có thang máy nè, có thang máy, hoành tráng ha, đại đình ha, 3, 1, 2, 3 cái thang máy, hồi mở máy lạnh đã lắm, hôm nay là tầng 3. Chưa, chỗ này nó còn dơ. Quần áo từ Ý. Dạ. Mình sẽ để này nhỏ. Si Tao. Ồ, nhà hàng của Cường Đô La. Wow. Không biết phải không. Si là Cường á. Em đoán thôi đại rồi. Rồi tầng, mới có mở tầng 3 thôi. Này là lẩu theo bốc khi 129. Cảm ơn em nhiều. 129 nha. Dạ. Cái này là chưa ha. Doki siêu thị nhỏ nhỏ quá. Rồi hai chàng em là chắc là vô cố bếp ra rồi. Dạ. Có bên Sun, Sushi World. Chơi nhạc dữ dằn quá. Nếu em đoán không lầm là đây là nhà hàng của Cường Đô La, chuyên về món hoa. Sea Town. Wow. Nhìn thấy đẹp ha. Trang trí đẹp ghê chưa. Không thua gì ở Mỹ nhà hàng cao cấp đâu nha. Nhà hàng cao cấp ở Mỹ á. Chứ còn mấy nhà hàng bình thường ở Mỹ thì trang trí không có đẹp bằng ở Việt Nam mình đâu. Em nói thiệt, em xin lỗi. Let food the tea, medicine, and medicine the tea, food, hội tụ, niềm vui, đó, dữ dằn ha. Này còn chưa có lao, em nghĩ chắc trước Giáng sinh ở đại rồi. Này nó gần ngay chung cư luôn nên thử ra tiện cho bà con mình lắm, ăn uống và vui chơi. Dạ. Đã ha, đại đình ha. Ồ, quận 8 lên đời rồi đại đình ơi. đổi đời. Như vậy ngàn tỷ. Đây là nhà hàng Nhật. Nhà hàng Trung Quốc. Si Tao nè đại đình. Ngầu ghê chưa. Có một cái bên quận 7. Có một cái ở bên Thủ Đức. Đó. Đây là quan cảnh.
cả nhà đi với em. Rồi buổi tối đông lắm tại em đi giờ ngọ. Em đi giờ ngọ nha đại đình. Đó, bên này là siêu thị Co-op Mart nè. Ê, mà đi bên này coi ha. Ở đây thì mát lạnh. Ồ, nếu như vậy thì nó diện tích nhỏ vậy thì khá là chật chội và đông khi mà bà con quận 8 ở đây đi, đúng không đại? Đó, giờ mở cửa là 7 giờ rưỡi cho tới 10 giờ tối, tiện quá ha. Welcome. %50 đang giảm giá 89.000 đồng giá, 99.000 đồng giá. Mày vô, mày vô. Nay bán mai nghỉ, mốt giờ Mỹ. Đây là giày dịch vụ khách hàng. Đây là hai cái thang máy. Dạ. Đây là thời trang fashion Janana. Janana. Mày vô đang giảm giá khuyến mãi tưng bừng qua lá luôn là đại rồi đó. Đó, giá giày nè 420 cũng nhẹ lắm nha đại được. Em đang đi đôi Oasis nhẹ hiệu à, nhiều mẫu nhìn cũng được ghê chứ ha. Dạ 400.000 nè, mà cái đế này nó hơi nặng thì giống như mấy người học kinh khôn thôi, lăng ba chi bộ á, đeo đá vô chân á đại được, đeo chì vô chân á. Đó, đang giảm giá giảm 50%. Trời, 3.2 triệu, 3.129.000 còn 900. Đó, đã chưa? 900 nè. Bèo chứ. Bè bé bèo à, mà mua đẹp ổn lắm. Quăng lên sân bay quăng bể hư. Đó. Đây là địa bàn quận 8 ha. Nói chung là cũng không nhiều lắm. Đây là đi xuống rồi đây đây. Đó, đi xuống. Này các nhà thấy chưa? Chưa chiếu ha. Rạp chiếu ổ tầng 2 là có rạp chiếu phim. Ở quên tầng 6 là rạp chiếu phim. Tầng 5 là phòng tập gym ẩm thực. Vậy là chuyên gia ăn uống không à. Đúng không? Tầng 3 là ẩm thực, tầng 2 là siêu thị, là Co-op Extra nè. Rồi tầng 1 là ẩm thực, có nghĩa là tầng nào cũng ẩm thực hết, đừng lo. Rồi hai hầm, một hai hầm 6 lầu dữ dằn ha. Ẩm thực ở dưới phim không, ẩm thực với ăn đó. Ôi bây giờ thấy không, chụp cùng may mắn nè, quá trời đông luôn. À dạ, thấy cái diện tích này nó nhỏ quá. Mà với bà con quận 8 này thì đông quá. Ồ, chúc SH nha. Chúc bà con chúc SH mốt. Giải 3 là lò vi sóng. Vui ha đại rồi. Chúc bà con chúng SH. Đi chợ chúng quà, chúng đồ. Mạnh chạy. Mình vô cái quầy tự chọn nè, tự phục vụ nè, quầy này nhỏ quá. Em nghĩ phục vụ cho cư dân của cái chung cư này không là cũng là đủ đuối rồi đó. Các nhà thấy không, quầy tự chọn nè, đồ ăn thức uống nè, tự ăn vậy đây, tự ăn 35.000 bè bé bèo không. Dạ 35.000 cơm sườn bị chả đùi 20.000 bánh đít chát đồ ăn chay 25.000. Không quên, không phải, đó là trứng chấm ngục rau củ quả đó. Rồi em mới tóc muối còn
tiêu còn nhiều mà kêu bằng, bị kêu bằng chú rồi. 25.000 nè, rẻ vô bờ bến không? Rẽ vô bờ bến. Thạch thiên thạch luôn. Ồ, đã không? Lá hồi ra mua dưa hấu uống này. Này là kem nè, đây nè. Kem. À, đây là Celano. À, Celano Chocola 400ml. Đâu rồi? Lim, lim, lim. Đây, Celano 79.200. Ở Aeon là họ bán là 85.000 mà giảm giá còn 55.000. Ở đây họ bán 79.000 ha. Thì tùy chỗ thôi. Tại em ăn kem này không biết. Dạ. 79.200 là kem này nè. Nhưng mà tụi bên kia là đang khuyến mãi. Đang khuyến mãi. Đó, có đủ ha, thùng rác. Có ớt. Giống Aeon y chang luôn. 100 độ. Đó, vợ em đang kêu. Dạ anh đang ở lầu lầu 1 của Petra. À. Ok, ở của Petra đúng không? Ok, ok, ok. Cho qua người đẹp. Cảm ơn người đẹp. Đó, dạ. Có nồi lẩu luôn. Rồi đã không đây được. Có gà. Gỏi gà mà có 35.000 anh ha, đầy rồi. Bè bé beo luôn. Gỏi cuốn. Gỏi cuốn 15.000 rồi. Đó. Cơm chỉ. Đó. Hấp dẫn không đầy rồi. Để em lát hồi quay kỹ hơn nha. Lẩu. Lấy hồi em mua cái nhân viên ăn đang đứng dậy dậy xuống lại nhưng mà nhân viên ăn đang đứng dậy dậy xuống cho mời. Làm kem food ha, chúc bà con mình ăn ngon miệng nha. Trời ơi, nó hơi chật. Em ép vô tường luôn rồi đó. Đó. À, vui ha, đã đại lên ha. À, mình đi xuống cho cả nhà coi nè. Nó hơi chật nha đại lên. Dạ. Kệ, miễn vui lên em ơi. À, em để em đi xuống để em quay qua bên kia. À, có điều muốn đi về đi ra thì phải đi tuốt cái thang máy bên kia ha. Người ta làm nửa bên tại do diện tích á, họ làm hai cái thang máy thì nó đông, nó chiếm chỗ đúng không? Đây là cô ốp mát nè, đây là cô ốp quá trời hàng quá luôn, đã chưa. Đây là tô tượng, cũng còn khá là nhiều diện tích mặt bằng đại đình ha. À, những cái hoạt động vui chơi giải trí của họ nè, nói chung là cũng không có lớn lắm. Trời, đây có KFC nè. Trời, KFC bị bỏ vô trong này ổn quá hả. À, chắc là nó gần cái mặt đường bên kia đại đình. Kentucky. Original pre-ship. Yeah.
nhà vệ sinh trong này hả ta? Đó, Kentucky nè đây nè, khai trương tầng 1. Đang giảm giá ha, 144.000, còn 89.000 3 miếng gà, 1 khoai tây, 1 ly Pepsi. Đại tá, ổng là đại tá hết rồi. Colonel Thailand Sender. Colonel là đại tá hả đại nè. Trời ơi trời ơi. Wow. Này nó hơi nhỏ nhỏ ha. Từ năm 1940 ha. Cái này đông quá. Trời ơi. Bây giờ là giờ ngọ nha, không phải là giờ cao điểm nha, mà nó đông như vậy rồi. Oh man, này chắc buổi chiều mới đã đây anh ơi, buổi chiều mới được chứ còn buổi sáng nắng quá, nắng le lưỡi luôn đó. Các nhà thấy đây là siêu thị mới khai trương, nó cũng không lớn lắm đâu ha, nhưng mà em nghĩ là cũng đủ phục vụ cho bà con của bán mình ở đây rồi, miễn sao hai bên cùng có lợi. Các nhà thấy nè. Ây da da da. Ba ba mama đến là mê, chơi là ghiền. Ba ba mama. Yeah.